Vâng, mọi người đang cháy ngay gần đường Lê Phú mọi người, giao nhau với bàn cờ nhá. Đấy, rất là đông mọi người đang đứng xem. Có vẻ là đám cháy có đã được khống chế rồi đấy. Hai xe cứu hỏa vừa chạy tới. Đấy, khu vực này cắt điện luôn rồi. Tất cả mọi người đi tới đây đều phải quay đầu xe nhỉ. Thì mọi người có thể thấy là mọi người tập trung tại khu vực đám cháy đấy, có đông người luôn, vẫn đang có khói á. Hết nhiều lòng rồi, nó lắm.
Vâng, thì bạn có thể thấy rất là đông người dân hiếu kỳ đang đứng xem phòng chống chữa cháy mình. May mà đám cháy đã được khống chế được cũng tương đối rồi. Đấy, bây giờ lực lượng cứu hỏa cũng đang xịt nước vào bên trong nữa. Đám cháy đã được khống chế, mọi người có vẻ là nước cũng đỡ ở đây, cũng hạn chế xịt rồi. Mọi người thấy là lực lượng cứu hỏa rất là cực rồi mọi người. Mấy ngày hôm nay thì đang nóng, cháy liên tục. Thank you.
Thì theo một số người dân đấy mọi người thì bảo nguyên nhân là do nổ bình ga nha mọi người. Vì ở cái khu vực này, cái này là nguyên một cái chung cư luôn á. Chung cư ngay góc Điện Biên Phủ giao nhau với đường Bàn Cờ. Cứu hỏa đã tới kịp thời mọi người. Đấy, cũng may không ảnh hưởng cháy sang những cái căn nhà bên cạnh này. Quá là may mắn. Thì vẫn rất là đông cô chú anh chị mình đang đứng xem mọi người tại khu vực này.